Con bò nhỏ hả? Con bò nhỏ đó. Bò nhỏ. Ở đâu, 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 đâu? Một mét hả? Mét. Nè, bắt đầu từ đây. Rồi, lên nè. Một mét này, trên mét á. Cái này đứng dưới két nữa. Nhiều bò lớn không? Con khác, con nhỏ nữa. Đây con nhỏ luôn không? Hai nhỏ không? Hai nhỏ, đem một con luôn không? Con nhỏ này nữa không? Con nhỏ nữa này. Con này. Đó, qua đây, qua đây, qua đây. Tại vì bắt lấy đằng dây đâu, đằng dây đâu trói đồ, không lo nó tới. Đó, đo giữa lưng á. Trên. Trên hết luôn. Thôi, khó có quay quay kiểu đó. Đây, bắt đầu. Đây. Chưa chưa thấy không? Gãi gãi gãi. Là đuôi đuôi chút cho nó cao cao lên chút. Hàng gian chút. Nhất thì sao hàng gian chớ đi vô. Quay cái mặt thước về đây cho khách người ta thấy coi. Đánh cái bóng ra. Đây. Bộ mắt này dưới 1 mét á. Rồi, rồi 1 mét. Rồi, lớn. Lớn nè. Ui. Lớn nè. Lớn mít mốc à. Lớn mít mốc ha. À, con lớn này mít mốc luôn à. Nó mít mốc luôn coi. Đò cứ đò cứ mít mốc mít mốc. Đò luôn. Ừ. Ủa, đá nữa chưa? Cũng ghê. Này mít mốc này. Thấy chưa? Sơ sơ à, rồi.